tiên tiến. Hiện nay là mô hình chúng em xây dựng ở trường trường chưa có kinh nghiệm thì vào từ đây có thể khảo sát các trường đại học để phát triển một quy mô pilot hiện tại và có thể sử dụng đến 4 m² một ngày và trong đó có sử dụng tận dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời để thúc đẩy việc sử dụng chất thải các chất hữu cơ đồng hàng. Sản phẩm của chúng em giúp góp phần giảm thiểu các chất thải hữu cơ độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân các hộ làng nghề. Với sự hỗ trợ đặc biệt từ viện kỹ thuật không và học trường đại học Bách Khoa Hà Nội thì chúng em đã sản xuất ra vật liệu tác quang composite và có thể từ trên hệ chất tô dị thể và có thể oxy hóa các chất hữu cơ độc hại khó phân hủy và nước thải đầu ra có thể đạt tiêu chuẩn loại B theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định yêu cầu về nước thải ngành xây dựng. So với các công tác hiện nay có trên thị trường, đặc biệt cụ thể là về aerosol phương pháp sinh học thì yêu cầu rất cao về việc là quy định về nuôi cấy, về vi sinh vật xử lý và đòi hỏi được mẫu trình độ kỹ thuật cao để có thể vận hành hệ thống thì chúng em sẽ cần cho một phương pháp đó là sử dụng phương pháp quảng có thể oxy hóa các chất hữu cơ độc hại và sản xuất vật liệu composite như này nên có sử dụng nguồn nguyên liệu đó chính là chai nhựa PET một thứ rất là khó phân hủy để tạo nên vật liệu từ đó cũng góp phần để giảm thải giảm thiểu phần thải cũng là một vấn đề kết nối đối với môi trường hiện nay và vật liệu composite của em làm ra có độ thấm nước cao và sốt có thể dễ dàng dễ dàng nhập vào và bị xử lý dưới trong và chúng em tự tin có thể nói rằng là chúng em là những nhà tiên phong đầu tiên tại Việt Nam trong việc công nghệ tiên tiến này trong việc xử lý nước thải ngành xây dựng và trong tương lai không chỉ cũng lại ứng nước thải ngành xây dựng và không chỉ là những đối tác trong nước và còn phát triển ra đối tác ngoài ra nước ngoài và sự tiềm năng của sản phẩm rất lớn và sau đây xin mời ông Dương trình bày rõ hơn về nhà. Ơn bạn lúc nãy đã trình bày về sản phẩm mẫu. Tiếp theo em xin thêm bài giáo trình bày chi tiết hơn về bản kế hoạch kinh doanh của dự án hệ thống xử lý nước thải hữu cơ độc hại và phân hủy bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến. Thì các bạn đã biết rằng những chiếc áo của chúng mình đang mặc ở đây có những màu sắc rất là phong phú và hài hòa, nhưng mà để sản xuất ra được những chiếc áo như vậy thì không thể bỏ qua được công đoạn rèn luyện, thì ước tính hàng năm nó có hơn. Ước tính hàng năm có hơn 70 triệu tấn thúc. Ước tính hàng năm có hơn 70 triệu tấn thúc nhuộm được sản xuất ra để phục vụ cho ngành rèn nhuộm. Tuy nhiên lượng nước thải sau khi sản xuất là vô cùng lớn và có chứa hơn 12-15% chất nhuộm bị thất thoát sau quá trình rèn nhuộm. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phải xử lý nước thải rèn nhuộm? Bởi vì theo quy định của EU hiện nay thì trong nước thải rèn nhuộm có chứa rất nhiều là vòng benzen cũng như là các dị vòng và đây được phân loại là chất gây ung thư cho con người. Với giải pháp mà tôi vừa nêu trên thì sản phẩm của chúng tôi mang lại giá trị trước hết là môi trường sống của chúng ta sẽ được xanh sạch đẹp. Thứ hai, hệ thống của chúng tôi sẽ giúp cải thiện sức khỏe của người dân. Nhưng họ sản xuất họ sẽ không bị mắc vào những căn bệnh mà nước thải rèn nhuộm gây ra như là bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp cũng như là bệnh ung thư da. Và một điều quan trọng nhất là hiện nay nhà nước đã đưa ra những nghị định về việc xử lý nước thải công nghiệp. Nếu như nước thải không đạt tiêu chuẩn để xả thải ra mà họ vẫn cố tình xả thải tiếp thì sẽ không dừng lại vào việc phạt hành chính mà còn thu hồi giấy phép kinh doanh. Thì nước thải sau khi qua hệ thống của chúng tôi sẽ được sau khi qua hệ thống của chúng tôi xử lý thì nước thải đầu ra sẽ đạt tiêu chuẩn loại B của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định năm 2015. Hiện nay thì ở trên thị trường đã có hệ thống xử lý nước thải rèn nhuộm là chính là đài Evotech. Các bạn nhìn thấy công suất của họ rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà khách hàng mục tiêu của họ chỉ là những cái doanh nghiệp lớn, còn chúng tôi là nhà tiên phong trong ứng dụng phương pháp oxy hóa tiên tiến vào việc xử lý nước thải hữu cơ. Với các doanh nghiệp lớn thì khả năng cạnh tranh rất là khốc liệt và đối thủ thì họ đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Vậy nên sau khi khảo sát thị trường thì chúng tôi đã tìm ra một con đường riêng cho mình là chúng tôi sẽ tiếp cận những hộ dân ở làng nghề rèn nhuộm cũng như là các doanh nghiệp rèn nhuộm có quy mô vừa và nhỏ. Đặc biệt mà các hộ dân cũng quan tâm nhất chính là chi phí để xây dựng ra một hệ thống thì họ không thể có đủ chi phí để xây dựng ra một hệ thống mẹ em như hiện tại. Đồng thời họ cũng đòi hỏi sự vận hành và trình độ kỹ thuật rất là cao. Và sản phẩm của chúng tôi đơn giản, dễ vận hành, phù hợp với cả quy mô là 4 m³ trên một ngày.
4.000 khẩu trên một ngày và chi phí thì phù hợp với giá trị mà họ có thể bỏ ra. Với những đặc điểm và lợi thế cạnh tranh vừa mới nêu trên thì thị trường khách hàng mục tiêu mà chúng tôi hướng đến đó chính là hộ gia đình và làng nghề, các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và vừa. Thì trong năm đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung tiếp cận vào các hộ gia đình ở các làng nghề dân tộc. Đặc điểm của phân khúc này là những người dân họ vẫn còn nhận thức rất là kém về việc bảo vệ môi trường, cho nên họ sẽ xả thải trực tiếp nước ra môi trường. Và chính những hộ dân này sẽ là ngoài đó để chúng tôi tiếp cận đến các doanh nghiệp trong thời gian tới. Muốn một sản phẩm có thể tồn tại và phát triển thì chúng ta phải định vị được cái thương hiệu của mình trong tiềm thức của mỗi người sử dụng. Mọi người muốn sản phẩm của mình tồn tại và phát triển thì chúng ta phải định vị được thương hiệu của mình trong tiềm thức của mọi người sử dụng. Nét như Sony đó là một thương hiệu mà phải cái này. Đứa trẻ con chưa thể nói rõ rõ chữ nhưng mà vẫn có thể nói lên được thương hiệu. Vậy với đặc điểm của sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi muốn định vị thương hiệu của mình với tính năng hiệu quả và dễ vận hành, để khi mà mọi người có nhu cầu về xử lý nước thải hữu cơ độc hại phân hủy thì họ sẽ nhớ đến chúng tôi, Bihachu, những người nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Bởi vì những người dân họ vẫn còn nhận thức chưa rõ về việc bảo vệ môi trường của mình, vậy nên bước đầu tiên chúng tôi làm là chúng tôi sẽ tiếp cận khách hàng bằng cách tổ chức các buổi để đào tạo và nâng cao cái nhận thức về bảo vệ môi trường của họ. Tiếp theo chúng tôi sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm từ khách hàng và đem được chạy thử trong vòng 3 tháng để test lấy kết quả đầu ra. Chúng tôi sẽ đi từng bước một chậm và chắc trong việc thương mại hóa sản phẩm của mình, bởi vì sứ mệnh của chúng tôi ở đây là giải quyết được vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở làng nghề cũng như là môi trường sống xung quanh. Trên đây là kế hoạch hoạt động trong vòng 5 năm của chúng tôi, với mục tiêu chính của chúng tôi trước hết là khách hàng nhận diện được thương hiệu của mình, sau đó chúng tôi sẽ đưa sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng được sử dụng hơn, và cuối cùng là chúng tôi sẽ tiếp cận tới đối tượng doanh nghiệp. Đây là bản kế hoạch tài chính của chúng tôi trong vòng 5 năm. Thì trong 2 năm đầu chắc chắn vấn đề tài chính sẽ là gánh nặng của doanh nghiệp, nhưng mà với sứ mệnh mà chúng tôi đặt ra cũng như là có đội nhóm rất là sâu lòng, nhiệt huyết, có sức trẻ và dám chấp nhận thử thách, thì chúng tôi nghĩ rằng với khoảng thời gian đầu tiếp cận với các hộ gia đình thì chúng tôi sẽ là bước đệm để chúng tôi tiếp cận các doanh nghiệp lớn, và khi đó chúng tôi tin rằng bài toán tài chính của chúng tôi sẽ được giải quyết. Trong tầm nhìn dài hạn thì chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý đối tượng nước thải là nước thải công nghiệp, mà chúng tôi còn mở rộng quy mô ra về việc xử lý nước thải hữu cơ trong sản xuất thuốc nổ. Thời thế thay đổi, bắt buộc công nghệ phải thay đổi, chúng tôi sẽ ngày càng cải thiện và phát triển sản phẩm của mình. Bihachu không ngừng chuyển động. Cảm ơn.